Đây này, cái các cái sản phẩm xanh xi này cũng mới làm, mới làm xong rồi làm như này là gọi là hàng cũng vẫn là hàng thô. Ờ, chưa vào bên trong nhưng mà đấy là hàng thô. Cả biết ông chú ông mua cái loại này thì bao tiền? Được cái là cấm của Đưa Thủy nó bán cái loại này chứ, tại vì chả hiểu gì, không biết là đắt rẻ ra sao. Làm cái gì cũng thế, phải ở có chuyên môn thì mới lấy được. Đây, cái tay này mới nuôi cái tay này. Này, nếu mà theo như tôi phán đoán thì những cái tay này chỉ đã làm gì được một năm. Ông ơi, có thể hôm nay đặt thì từ đêm hôm qua mới bắt đầu uốn đi. Còn nuôi cái gốc này thì có thể nó là cây nâu lăm. Nhưng cái tay này thì còn nâu này, cái này mấy năm. Cái này chắc là 2-3 năm. Còn các cái tay mới ra này được nhớ bao nhiêu? Bao nhiêu đâu. Ờ, vào trong này vẫn cây thấp mà có mỗi cây này cao nhất. Sông á, còn tầm 2 cây nữa. Còn 2 cây nữa mới ra sông. Mà ông vừa hôm qua vừa bắt quân cúp à, mà lại hỏi đường ra sông. Ông đi xe máy cứ thẳng cái này ra là khoảng 2 cây nữa là chạm sông. Không đến 2 cây. Không có cái gì gọi là cái không biết ở đời này cả. Nhưng mà không nghiện ngập. Từ không nghiện ngập bất kể một cái gì. Thành chi. Và trai gái đi vợ là có hết nhưng không nghiện. Ở cái chính là ở Văn Giang này cũng có những cái này nhưng mà mình kiểu mình không chuyên cái này, nó không chuyên cho nên không biết đắt rẻ thế nào, thế là sợ bán mang tiếng trơn. Cẩn thận đấy, trơn đấy, cứ làm từ từ thôi. Vì đây là cái dính tài sản của đất của mình trèo lên là nó bị trơn rồi. Cứ làm từ từ, lao động phải an toàn, mà an toàn thì mới lao động. Nhanh tí nhưng mà an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Không chơi nhanh. Đây cái tay này này, tay này mới, tay này thì khoảng tầm 1 năm, tay này thì mới chắc mấy tháng. Xong rồi xuống đây thì có thể là cái này, tay này mới làm, chắc là cái tay này phải nằm ngang như kiểu cái ấy như này chứ sao này mới. Rồi thế cả mình. Đấy, xanh xi các ông bảo làm củi đây vẫn bán được rồi. Bán số lượng luôn. Đau chân. À, mới cắt đi. Cái thể loại này mới cắt. Đấy, xanh xi làm củi. Cả với ông chú ông mua bao nhiêu tiền cho nên là cứ cẩn thận không lại vào cái hàng này. Ông chú bảo tao vừa mua 50 triệu một cây nên là đèn ốm mặt. Làm sao cái hàng hoa giấy nó vẫn lấy được nhưng mà làm sao nó phải nói 50 triệu khéo ông còn hớ ấy. Ông chú ông còn bảo mẹ tao mua một mấy trăm hay trăm rưỡi thì vợ bỏ mẹ luôn. Thế là sản phẩm này mình cũng không thấy ấy ấy, hoa thì chả có. Mấy cả chủ yếu là như bà con mình ấy là tức là phải có chuyên môn thì mới biết, là ví dụ như mua bây giờ 20 khoảng tầm 5 năm sau thì bán được 70 hay 100 triệu ấy thì này. Còn đầu tư như cái loại thể loại này. Chậu đứng như này hay là thì đứng. Chậu cao 28. Ôi trời cao quá nhỉ. 28 thì thoải mái. Thoải mái thì bình thường, 28 em đi thoải mái mà. Vừa tầm chậu cao ở đi đúng rồi. Anh không mời đi đâu. Không mời đi đâu. Bây giờ phải có cái sợi xanh này. Thôi chưa, cho 2 cây lên được. Nó dài hàng mấy mét thôi. Chứ còn bề ngắn đâu. Hoa giấy đi lưới thôi, không đi cái bạt. Đi bạt nó nóng. Thì lưới chứ nó cái gì, bạt thì lại gấp lại càng tốt. Đây còn đang không thích phủ bạt. Đấy. Thì bảo mấy ông. Bảo mấy ông là không phải thủ phủ bạt đâu. Bạt mình cắt nửa con vô lưới. Sao người bán thì mới chụp chứ mày dở hơi à? Mày bán mày được bao tiền mà mày bán? Không phải quan tâm nào, mày bán.